Chào quý bà con, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý bà con dòng máy phun phòng dịch mới chạy điện, máy phun sương miệng ULV12 lít, máy có chức năng phun xịt hóa chất hạt siêu nhỏ ULV12 lít, 2600 W, được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, sử dụng động cơ mạnh mẽ đem đến năng suất hoạt động máy nhanh, khỏe và ổn định. Máy phun xịt hóa chất hạt siêu nhỏ xích co được thiết kế thuận tiện điều khiển trong những điều kiện khó khăn với quai đeo chắc chắn và tiện dụng. Thông số kỹ thuật máy phun sương miệng ULV12 lít, điện áp định mức 220V, công suất 2600W, dung tích thùng chứa hóa chất 12 lít, dung tích 1.4 lít trên phút, kích thước hạt 10 đến 20 micromet, trọng lượng tịnh 3 kg, nguồn điện 220V, công suất động cơ 1200W, chiều dài dây nguồn 2.5m, dung lượng hộp thuốc 56, lượng phun tối đa 400 mm trên phút, các hạt sương mù, khoảng cách bắn 6 đến 8 m, kích thước đóng gói dài 62 rộng 25 cao 36 cm, bảo hành 12 tháng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.